vào lòng đêm dài gác súng biên thường, một cơn gió hút khơi chuyện ngày qua. Xưa lúc xa xưa. Chào mắt quý vị và các bạn, là chiếc cụ đẩy bãi PF Audio. Ở dòng này thì đã giới thiệu quý vị rất là nhiều. Thì ngày hôm nay test lên đường cho bác khách hàng thì cũng xin test cái chất âm của nó. Ở đây thì cửa hàng vừa được ghép với một đôi loa BK với cái mã sản phẩm là BK-BGS100. Dòng loa bãi được sản xuất tại Nhật. Với dòng loa này thì công suất của nó loa nằm sử dụng 1 bát 25 và 2 chép các bác nhé, 2 chép. Nhưng mà công suất của nó chịu đòn cũng rất là tốt, có nhá, rất là khỏe. Đôi loa này thì nó sử dụng công suất dao động từ 250W đến max là 600W thôi nhá, 600W một thùng. Công suất của nó nói chung là chịu đòn rất là tốt. Các bác có thể sử dụng là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay. Với những dòng loa thì mỗi một dòng loa nó có một cái đặc điểm khác nhau. Cũng có dòng loa thì nó thiên về karaoke, có một số dòng loa thì nó lại thiên về là nghe nhạc các nhá, nghe nhạc. Đối với dòng BK này thì nó có một đặc điểm là nó có thể kết hợp vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Nói chung là một cách rất là toàn diện, nó rất là phù hợp cho rất là nhiều các bác khách hàng. Thì đôi loa này thì cũng xin ở đây thì xin test cho anh Phạm Việt Bách, có địa chỉ 10/16 tổ 2 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, Các bác đặt hàng thì các bác liên hệ số máy cửa hàng theo số máy 0385 2228 và các bác khi nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng trước thanh toán nhé. Ở với dòng loa bãi của Nhật này thì hàng cũng rất là liên tục và test nhạc cho quý vị các bạn nghe rồi, chất âm rất là hay. Đối với dòng loa này thì nói chung là nó còn rất là đẹp các nhá, nó trên 80%. Ở đây thì những cái gân này là vẫn là gân zin của loa, chưa phải thay các nhá, chưa phải thay. Đấy, gân zin của loa chưa phải thay. Ở dòng này thì lỗ thông hơi phía trước này, ở đây nó có tem này, tem của công ty. Nói chung cái tem này không quan trọng các nhá. Bát check thì cũng đã có clip để mình quay giới thiệu các bác ở trong nội thất của nó, thì phân tích cho các bác là cái hàng chính hãng nó sẽ như nào. Cái dòng này thì chất âm nó rất là hay, dòng loa bãi nó còn rất là đẹp nhá, rất là đẹp. Ở đây thì sẽ quay cho quý vị các bác có thể xem này, đằng sau mã sản phẩm là BK BGS100 với công suất của nó là 250W đến 600W, trở kháng 8 ohm nhé. Thì dòng loa này thì khi bác hát karaoke ở trong gia đình thì chúng ta hát nó rất là hay, và đặc biệt là nghe nhạc nó rất là chi tiết. Thì clip này thì xin test cho anh Bách, cũng như là làm video clip để quảng cáo toàn thể các bác ở khắp mọi miền chúng ta có thể tham khảo. Đối với dòng loa Bass 25, dòng loa bãi của Nhật, chúng ta có thể vừa hát karaoke vừa nghe nhạc được. Vì trong một gia đình chúng ta thì có những bác thì chỉ thích hát karaoke, nhưng cũng có những vợ thích hát karaoke, chồng thích nghe nhạc. Đấy, nên là nó cũng đối với dòng loa này thì nói chung nó đáp ứng được cho cả nghe nhạc cả hát karaoke, nó rất là thuận tiện, nó rất thuận tiện. Thì em sẽ kết thúc video ở đây. Thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Clip này thì cũng chỉ quay ở sơ qua như vậy thôi. Còn chiếc cụ đẩy này thì công suất của nó 1000W trên một kênh, thì em đã có clip cũng đã nói kỹ với dòng này rồi. Mạch class D các nhé, mạch class D, công suất rất là khỏe, chất âm rất là hay. Những dòng cụ đẩy này thì các bác chuyên mua và làm sự kiện, hoặc là các bác sử dụng đánh những cái dòng loa công suất lớn chất âm nó đưa ra rất là hay, tiếng Bắc nó đánh có độ sâu và mềm, và tiếng Czech thì rất là sáng. Đấy. Và với thương hiệu BF Audio, giá thì nói chung là bán cho các bác giá cực kỳ hợp lý các bác nhé. Giá nói chung là em bán dòng này đợt vừa rồi em nhập số lượng được nhiều nên là nhập được rất là rẻ. Cái dòng này em bán cho các bác giá cực kỳ là rẻ, giá em bán cho các bác giá có 3.8 triệu tại cửa hàng, nó bao ship nó rơi vào có 4 triệu nhá, 4 triệu tại bao ship các bác tận nhà. Nói chung là giá dòng này thì cực kỳ rẻ, công suất 1000W trên một kênh. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, thì em sẽ kết thúc video ở đây. Thân ái cho các bác nhé.